Ngày 14 tháng 8, ông Huỳnh Văn Định, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết khoảng 8 giờ sáng, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc phối hợp các cơ quan chức năng địa phương cưỡng chế thu hồi và buộc thực hiện khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 3 hộ dân ở phường Dương Đông. Hộ dân bị thu hồi đất là bà NTP với diện tích hơn 2.680 m² đất nông nghiệp trong khu vực quy hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng Bà Kèo tại khu phố 7, phường Dương Đông. Ngoài ra, địa phương cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trả lại hiện trạng ban đầu đối với ông LVC diện tích đất chiếm hơn 178 m², ông HVH với diện tích đất chiếm hơn 242 m². Hôm 12 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc cưỡng chế thu hồi đất của 3 hộ dân ở phường An Thới, gồm bà TTL, ông NXM và ông LDH với tổng diện tích đất hơn 9.400 m². Đầu năm 2024 đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc cưỡng chế thu hồi đất 9 hộ dân do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở địa phương.